Buồn hả? Đợi cũng nóng lâu quá. Đợi lâu quá. Buồn luôn. Em cũng được ăn gà nướng rồi. Không ngon đúng. Dở. Dở. Mình đang nướng á. Mua hả? Mua. Sao dở? Dở lắm. Mình bây giờ mình được miễn dịch nè, mình về mình bắt gà mình tự mua ngon luôn. Nhà đâu đó? Nhà. Không thì mua. Mua. Nhưng mà giờ không phải đó. Nướng. Trời ơi, mình tự nướng là ngon nhất rồi. Thế là mình đến 6 tháng 6 để cho mua cái đồ chiên nhông dầu. Sao đó mình làm mua đấy. Ngày em từ lâu có đồ chiên dầu để khi đồ nếm. Cái gì? Em không biết, chị em mua ở bên kia điện máy chợ lớn. Em đã hỉ hát gì ra phần vần như mua hạt nhà. Đó, mua mấy triệu á. Anh cứ lên coi qua mình đất ăn. Mình đất ăn, mình đất ăn, mình đất ăn, mình đất em thấy em nướng lâu quá thái bỏ em chiên cho mà em làm cái gai chiên nó khá hơn có gì bỏ lâu với người lâu quá bỏ lâu chứ thế nó kêu còn có 20-30 phút bỏ vào máy kẹo máy nó chị ơi ví dụ nếu khi mình muốn vàng ấy ấn điện lại chị ấn lại ví dụ 20 phút được rồi mà nó vẫn chưa được thì lại ấn tiếp nên em thấy lâu quá nhưng mà nướng thịt với heo không em thấy ngon lâu mà em thấy lâu hơn mình chiên không nhưng mà ý là chị không thích dầu mỡ ấy mua về nướng cá đậu hũ hay các thứ thì không được nhiều khi dầu người ấy. Làm bỏ vào đấy chắc em phải làm từ 10 giờ thì mới lấy được thì mới nhanh được cứ làm trễ một tí là đợi lâu lắm không được lắm chị tính mục đích là chị mua cái máy đó lại mà đợi chiên dầu mắng đầy bếp gà của mình ấy. Chị chiên em rồi chị chiên ở cái một
chén dầu mình đổ lúc nó hết hết này em chén dầu ăn cái bát rồi dầu ăn rồi lại chín cá chín thịt nó quắn từng lúc đầy bếp ga ảnh lần nấu xong rau bếp đấy không bẩn lắm. Ờ hay á, chị bằng đấy tám hả? Thế thì tao làm mười chứ. Ờ tao làm mười ấy, trên cái đấy thôi. Chị làm ngô đi. Nếu như bình thường thì em thường là